Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa gặp quý vị tối hôm nay. Ngày mai sinh hoạt một buổi nữa thì Pháp Hòa sẽ vắng quý vị đến coi như là 6 tuần. Bởi vì 2 cái tuần đi tới đây là phải đi giảng bên Mỹ trước khi đi Úc. Thì sau đó có 3 tuần đi Úc, coi như là 5 tuần. Rồi sẽ gặp lại quý vị vào 28 tháng 11. Mình 28 tháng 11. Nhưng mà Pháp Hòa còn gặp quý vị ngày tịnh tu 24 tháng 10. Lý do mình làm 24 tháng 10 là mình đếm cứ 4 cuối tuần. Và hơn nữa là nếu mà làm lui tuần thì sẽ hụt. Cho nên thì mình sẽ tranh thủ trước khi Pháp Hòa đi Úc thì gặp quý vị một ngày, một kỳ nữa. 2 cái cuối tuần tới đây là Pháp Hòa bận đi giảng bên Mỹ, rồi sau đó về gặp quý vị một ngày, một weekend, một cuối tuần tu Bát Quan Trai, và sau đó thì Pháp Hòa sẽ đi Phật sự. Thì hồi trưa Pháp Hòa có thưa với đại chúng là chúng ta đều là những người đệ tử của Thế Tôn, và chúng ta có duyên lành trở lại đời này và được làm đệ tử của Thế Tôn, học hỏi giáo pháp của Thế Tôn. Và trong tâm nguyện của tất cả chúng ta thì ai cũng muốn đem cái khả năng của mình, dù ít dù nhiều, để mà phụng sự cho Tam Bảo, để làm cho cái bánh xe chánh pháp luôn luôn quay mãi ở trên đời này. Vì vậy mà bánh xe đó thường là tròn chứ không có vuông. Tại vì vuông thì nghĩa là nó dừng, tại vì lắc qua thì nó dừng lại. Còn tròn thì có nghĩa là nó quay hoài. Và quý vị thấy ở trên bàn tay, người ta vẽ cái hình đó, trên bàn tay có một bánh xe có 8 cây câm. Vẽ một cái hình và trên cái bàn tay đó có 8 cây câm. Mình muốn cho cái bánh xe nó quay thì mình phải lấy tay mình lăn. Mình phải lăn bánh xe thì bánh xe nó mới tròn trịa nó đi. Và 8 cây câm đó là tượng trưng cho bát chánh đạo. Chỉ cần ở trong đời này, tất cả mọi khổ đau sẽ chấm dứt nếu đệ tử của Phật cố gắng thực hiện bát chánh đạo. Bát là 8, chánh là chân chánh, ngược lại với tà. Đạo là con đường. Mà thưa đại chúng, Đức Phật dạy là con người chúng ta có những cái khổ. Khi mà chúng ta muốn mà không được là một cái khổ. Chúng ta thương mà phải xa lìa là khổ. Chúng ta ghét quá mà cứ gặp gỡ hoài cũng khổ. Và chúng ta thịnh suy ở thân tâm này khổ, thì 4 cái khổ đó thuộc về khổ tâm lý. Còn 4 cái khổ thuộc về thân, tức là sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Mà 4 cái khổ này là không ai tránh được. Tại vì hễ có thân là phải có già, có bệnh và có chết. Và thậm chí có những người chưa già mà đã bệnh, đã chết cũng có. Thì 4 cái khổ đầu là thuộc về thân, 4 cái khổ sau thuộc về tâm. Vậy thì đời sống của chúng ta đều có, đều nương thân và tâm để sống. Ví dụ người ta nhìn mình để biết mình vui là mình hiện cái nụ cười, nhưng mà người ta biết là mình vui là tại vì cái tâm ý của mình nó vui cho nên hiện lên cái tướng tươi. Rồi khi nào mà cái tâm mình giận thì người ta hiện lên cái tướng giận. Mà cái người giận thì không thể nào mà cười được, giận thì phải nhăn, phải không? Mà nhăn thì đâu phải nhăn chỗ đâu, nhăn nhiều cho nên kêu nhăn nhó. Có nghĩa là mình xây qua bên này mình nhăn, mình nhìn chỗ kia mình nhăn, kêu nhăn nhó. Đó. Vậy thì cái người ta nhận ra được cái tâm của mình. Hồi nãy đọc cái lời quán tưởng trước khi lại đó. Chúng con có chánh niệm để nhận diện từng cái tâm hành của mình. Khi con tâm hành con đang giận là con biết rằng con đang giận. Tại vì tu tập á, là làm sao để chúng ta phát triển cái chữ biết. Cái chữ biết của chúng ta nó lên tới cái mức độ cao nhất.
Mà biết đó là gì? Nói theo danh từ Phật học là giác. Nói theo tiếng Việt cho dễ hiểu là biết. Giác nghĩa là gì? Nghĩa là giác ngộ, tức là người tỉnh thức, người luôn luôn nhận rõ ra. Cho nên Phật là gì? Là người luôn luôn nhận biết mỗi cái hành tác của mình trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta, thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa nói một cái nhỏ nè. Ví dụ bây giờ quý vị đang giận con, nhưng mà khách tới một cái quý vị biết có khách, thì mình liền chuyển cái tướng liền. Hồi nãy đang giận ào ào vậy đó, mà ai bấm chuông mở cửa nói má ơi có khách, cái mình đổi sắc lên, ủa chị mới tới. Có phải không? Vậy thì mình rõ ràng mình có biết không? Mình có giác. Chứ Phật là cái người giác, mà nói là vừa nó vừa khởi là biết liền. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta cũng sống ở trong đời và chúng ta cũng đưa cái biết đó. Nhưng mà cái biết của chúng ta nó sơ cơ, tức là nó rất căn bản. Chẳng hạn nhà có khách là không giận. Những cái biết rồi, ví dụ như bây giờ trước khi mình xài tiền, trước khi mình muốn chi, mình phải biết trong băng mình còn tiền không. Thì những cái biết đó là nó trực thuộc về cuộc sống hàng ngày. Bây giờ làm sao mình tu để mình có được cái biết của nội tâm. Khi mình giận, mình biết mình giận. Khi mình si mê, mình biết mình si mê. Hôm qua Pháp Hòa đọc một câu: ai là người muốn biết cô đơn là gì thì hãy thử yêu một người không yêu mình. Kinh nghiệm <đó. cười> Thử yêu một người không yêu mình thì mình sẽ biết cô đơn là sao. Thì cái người mà khi mà ta biết cô đơn rồi là giác ngộ. Vậy thì đôi khi cái khổ á, cái khổ nó cũng chưa chắc là cái không hay. Tại vì nhờ có khổ mà chúng ta biết tu. Ngồi ở đây 90%, 10% á là chưa khổ mà tu. Còn 90% còn lại là gì? Khổ quá tu. Nhưng mà khổ đâu phải nói tôi đâu có khổ gì đâu, không. Nhiều khi mình không có khổ tâm nhưng mình khổ thân. Ví dụ bệnh tật quá lo tu. Mình thấy mình già tới nơi rồi mà mình chưa biết gì hết cũng lo tu. Cho nên thì cái nào cũng được, miễn là mình có ý thức, có giác ngộ. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta, đạo là con đường để chấm dứt khổ đau. Mà có 37 món giúp cho mình chấm dứt khổ đau, mà chúng ta thường gọi là 37 phẩm trợ đạo. Và Pháp Hòa nghĩ rằng cái đề tài này là quý vị nào mà đi khóa tu mùa hè là chắc nghe muốn xỉu rồi. Nghe mười mấy năm nay cũng 37 phẩm trợ đạo. Nhưng mà gión gọn từ tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, gom cộng hết những cái món đó thành 37, thì cái gión gọn nhất đó là bát chánh đạo. Trong đó cái chánh kiến là đứng đầu. Kiến là thấy, cái kiến là cái thấy. Mà cái thấy cho đúng đắn, cái thấy mà đúng đắn thì nó sẽ dẫn tới cái nói đúng đắn, cái suy nghĩ đúng đắn, cái nói năng đúng đắn, siêng năng đúng đắn, hành nghiệp đúng đắn. Pháp Hòa ví dụ như mình thấy đúng thì mình suy nghĩ đúng, và mình sẽ đi nói với người khác đúng, rồi mình siêng năng làm cái việc đó đúng. Nhưng mình ngược lại đó, mình thấy sai thì mình suy nghĩ sai. Mình suy nghĩ sai rồi mình sẽ đi tuyên truyền sai, cũng siêng lắm, nhưng mà siêng đi tuyên truyền cái đó. Cho nên một cái mà nó lệch, nó sai thì những cái khác nó dẫn tới. Tất cả người không cần chúng ta là một người tin đạo gì hết. Một người bình thường, ai sống trong đời, hễ là người, nếu mà là người có đạo đức, có thiện lành ở trong tâm, thì ai cũng mong muốn hai chữ hòa bình. Dù không cần phải là đạo Phật, không cần phải là đạo Chúa, bất cứ một người nào sống trong đời này, hễ còn cái thiện lành trong tâm thì ai cũng mong mỏi hòa bình. Ai cũng không có muốn sự đau khổ.